Em vừa về tiếp tục một mẫu Fortuner bà con, 2012, form mới nha. Form mới là chúng ta sẽ sở hữu toàn bộ hệ thống là mâm cây nè, anh em nè. Đó, form mới là mâm cây nhé. Nước sơn đẹp, bần che nó bộ áo màu bạc anh chị ạ. Sơn si khá là chuẩn chỉ nha. Em này sơn rin đâu đó 70-75%. Hai cục đèn phía sau là mới tinh. Đây là form dáng của em Fortuner đây. Hai cục đèn bông phía sau nè. Đó, form mới hết toàn bộ mạc chrome nè, đẹp không anh em? Đó, anh chị coi mạc toàn bộ chrome sáng trưng. À, trừ từ chữ Toyota, kính phía sau là kính chiếu hậu là kính rin hết toàn bộ, thùng mình căng đét. Nói chung mẫu này sơn si chắc chắn có một hai chỗ gọi là sơn dập anh em nha. Mẫu này là máy rin số rin toàn bộ. Và đây là dàn mâm nguyên bản của dòng Fortuner đây anh em. Bốn cái vỏ nè, bốn cái vỏ đâu đó còn được ở tầm 70%. Khá là mới anh em, về anh em không phải thay vỏ. Cái thứ tư là phần gầm. Đây là phần gầm em Fortuner. Anh chị thấy có đẹp không? Gầm bề nè, sáng trưng luôn. Kết hợp bề các chân, kính auto blend, hệ thống gương xi nhan trên gương chiếu hậu. Form mới vô lăng 4 châu hết toàn bộ rồi nha anh em nha. Anh em coi nhìn dàn mâm nè. Và cái thứ hai nè, anh em nhìn dàn gầm nè. Dàn gầm là bao đẹp bao chất cho anh em. Anh chị thấy sạch sẽ chưa? Hai cục đèn phía trước có đèn mắt liếc nguyên bản của dòng Fortuner. Mặt ca lăng tản nhiệt lớn anh em nha, lấy gió từ ngoài vào trong cho anh em rất là ok cho anh em mẫu này luôn. Anh em thấy xe bên trần anh có đẹp không ạ? Tiền nào thì của đó nha anh chị nha. Đó là form dáng em đó đây. Quá đẹp luôn. Anh em trải nghiệm vô tiếp tục phần nội thất cùng với Trần Anh nè. Sơn đẹp lắm. Đây anh em. Kính không một tí là chạy xước, kính auto blend, kính rim của dòng Ford. Vô lăng 4 chấu tích hợp nè. Sạch sẽ nha anh chị nha. Ghế là ghế da mới tinh luôn. Dàn trần, dàn trần nỉ theo xe 2.5 SUV dẫn động còn sâu. Mẫu này thì đâu đó nó lanh quanh rơi cho bà con cô bác nằm tầm 7 lít dầu. Vô lăng, anh chị nhìn cái vô lăng đời 2012, 11 năm trôi qua rồi bà con, thấy cái vô lăng đẹp không? Cái vô lăng cỡ này, phần tắp bi cửa này, khá là mới. Hệ thống keo chỉ hầu như là nguyên bản nguyên rim. Đây anh chị nè, không có dấu tích rồi đâm pha lỗi lầm. Và cái thứ ba, từ những con tán bản lề nè, còn rim như thế này. Đừng chơi anh em, xe sạch sẽ nha. Máy dầu đi khỏe. Rất là nhiều bà con hỏi Trần Anh là mẫu Fortuner. Thì hôm nay Trần Anh về một mẫu Fortuner đời cao cho anh em luôn. Anh em thích lấy mẫu này về anh em đi quá là ok. Được chưa? Và Trần Anh, bên Trần Anh sẽ hỗ trợ đầy đủ các tính năng như hỗ trợ góp các kiểu cho anh em. Anh em mua về che nắng che mưa, hệ thống keo chỉ trong nách cửa thì bao rin. Rin từ những con tán. Và đây anh em trải nghiệm cục máy nè. Cục máy của em Fortuner đây. Đây anh chị. km mới tinh. Anh em dàn lạnh của Fortuner nè. Và đây trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài, khay học để đồ, số má là bao rin nè anh chị nè. Đó là phần số của em Fortuner nè, cực kỳ là rin. Bà con thấy số mới không? Máy lạnh AC đang kích hoạt, mở phát lạnh ngắt. Nói chung mình ngồi cái mẫu Fortuner á, cái tầm quan sát nó rất là rộng anh em nha, phải gọi là cực kỳ là rộng rãi cho anh em. Tiếp tục phần máy, xe đẹp lắm. Anh em nhìn vào đây. Đó anh em thấy không? Đây là những cái vân gai. Những cái vân gai trên cần thắng tay anh em coi nè. Không một tí là phai mờ. Và cái thứ ba, cái vô lăng đây. Đó anh em coi cái phần vô lăng nè. Anh em nhìn kỹ chưa? Đó anh em thấy không? Có chỗ nào bị phai mờ trên vô lăng không? Đó là mẫu xe đẹp nha anh em. Mẫu này thì chúng ta sẽ có hệ thống gương cụp mở nè. Và kết hợp là đi luôn cho em nó là gương chỉnh điện nha anh em. Máy móc cam kết với anh em 100% rằng một điều như thế này. Máy móc chưa làm nha cô chú anh chị, chưa làm bất cứ một khoản gì trên chiếc xe luôn. Đăng kiểm tháng 2 năm 2024 nha anh em. Đây anh em, anh em trải nghiệm phần máy nè. Đó là cục máy của em Fortuner, máy dầu. Đi siêu ổn định.
hai bên kèo cột là không có đâm qua móc méo trên chiếc xe nha. Đó là phần kèo cột nguyên bản hết nha anh em. Đây là xương dàn đầu của em nó theo xe. Đẹp chưa? Anh em thấy có đẹp không? Đó, xem kỹ nhá. Có đâm pha lỗi lầm gì không anh em? Cục máy rin hết. Đây anh em, sử dụng toàn bộ hệ thống dây với loa cam hết toàn bộ. Và đây, xe chạy ít đó thì đảm bảo với anh em rồi, turbo nó còn theo xe nè. Đây, đây là turbo rin nó còn theo xe nè. Cục máy 7 màu luôn. Đó anh em coi turbo, cục máy nè. Cục máy em nó là 7 màu luôn nha anh em. Mặt nắp cam cò chưa mở. Đây nè, mặt nắp cam cò chưa mở nha anh em. Toàn bộ là theo xe hết. Nguyên bản cả, không có đâm pha cứng lỗ trên chiếc xe. Máy rin số rin hết toàn bộ. Anh chị nè, đó, anh em thấy ốc tán 7 màu không? Ốc tán 7 màu của em nó còn theo xe. Và đây chúng ta sẽ có hệ thống dầu trợ lực nha. Dầu trợ lực nước giải nhiệt xanh biếc. Đây là nước giải nhiệt nè. Đó, nước giải nhiệt là xanh biếc bà con nha. Nắp capo, nắp capo hầu như là keo chỉ luôn. Đây này em, keo chỉ nè. Keo chỉ là nguyên bản chữ Toyota. Hàng đẹp chưa? Hàng này lấy về chạy đẹp xuất sắc. Anh em nào yêu quý mẫu này thì alo cho em. Tiết kiệm dầu vô đối luôn em. 7 chỗ ngồi gầm cao mấy thoáng. SUV anh chị nha. Đó, một mẫu xe phải gọi là bậc nhất trong dòng Fortuner mà Trần Anh Ô Tô muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc đây anh em. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần cốp sau rồi. Cốp sau bao đẹp luôn. Đây anh chị nè, không lỗi lầm, không cứng, đâm vai tất cả các tính năng. Keo chỉ ở trong mà rin hết nha anh chị nha. Đó, dàn lạnh của em đó nè, một trước hai sau nè. Ghế ở trong sạch sẽ, nội thất đẹp, gầm bệ mới tinh. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần gầm. Được cái mẫu này nó lành, đi nó lành cực kỳ luôn. Mà gầm thì cao ơi hởi luôn. Anh em, anh em thấy phần số không? Số là rin nè, khô réo nè, sạch sẽ chưa? Đó, gầm bể sáng trưng, không một tí một mọt ở dưới phần gầm nha anh em. Anh em nào quan tâm mẫu Fortuner 2012 form mới bên Trần Anh thì alo cho Trần Anh Ô Tô nha. Chúc anh em cô bé có một buổi sáng vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình. Một lần nữa cho anh khép lại chương trình tại nơi này thôi. Em see you and goodbye.